Giống hết ở trên đấy. Đi Lào đúng không? Vâng, Việt Nam vùng gì là xem giống hết luôn. Hôm qua em thấy anh mới đưa lên cái chuẩn bị đi tiếp à? Đi ủng hộ tiếp à? Cơm hay đấy. Cơm đấy em đang nấu cơm đấy chứ. Không, cái ủng hộ mà bảo là thu cả quần áo rồi các thứ đấy. Đi lên ủng hộ xây dựng cái trường gì đấy. Xây rồi, nó đập đổ rồi. Bao giờ bảo anh đi? Đợt này đang đi vận chuyển, còn lúc nào khánh thành thì mấy ông trường đi cho vui. Làm cái phóng sự này hay đấy. Đang Lạng Sơn này. Lạng Sơn, trong cái cửa khẩu ấy. Đó. Đi bộ mất khoảng chục cây. Đi bộ chục cây. Qua suối qua xiếc các thứ mới vào cái bản đấy, xây cái trường đấy. Lý do đi bộ là tại sao? Nhưng vì là xe, không vào được thì nó đường nó khó đi, cái suối nó khó suối đây. Nhưng mà sao lại chỉ ủng hộ quần áo mùa hè mà không có lấy quần áo mùa đông hả anh? Mùa đông thì làm gì, mùa đông thì có chương trình mùa đông chưa? Đông bây giờ thì khó là sắp giờ mùa hè rồi. Mùa hè thì được, còn nó không có quần áo. Em nhiều lắm nhưng mà em lại lẫn lộn cả đông cả hè cơ. Mùa đông thì anh có chương trình mùa đông riêng, mùa đông anh nhiều chương trình lắm, đi Cao Bằng rất nhiều. Thế về để em ấy riêng ra. Đi bộ mười mấy cây à, đi được không? Hay đấy. Mười cây. Mười cây đi. Rồi mình nhìn đây nha, nhìn thẳng đây, nhìn thẳng luôn. Nhìn thẳng em luôn. Ờ à, đúng rồi. Đó. Mùa hè hả? Tháng tư này em đi Trường Sa rồi. Tháng 4 này nè. Tư thì phải là 34 anh đi à. Đây bọn em đầu tháng 4 đi mà. Không, cứ để chỗ đầu đấy. Đi đầu tháng 4 đi. Xe em đang để đâu? Đi. À anh làm 15 á, anh khoảng 15 đi. Thế thì không thể để đâu. Anh là đầu tháng 4. 4 biết là phải đi, 4 năm là lên Khánh Thành đấy. Trước đồng thổ. Còn tuần tới đây bọn em là lên chuyển đồ. Trường gì, trường nào học à? Nó một cái trường nó sâu khít ở trong bản ấy. Bọn em là cái bộ này bọn em là xây khoảng 4 năm cái trường rồi. Trường này xây khó nhất là không có nguyên vật liệu. Không xây được bằng tường mà xây theo công nghệ của Hàn Quốc. Xây bằng các cái tấm cả sắt chứ gì này. Còn mà xây mà xây bằng gạch ý, thì các cái khác xây rồi. Hàn Quốc là xây vật liệu nó bằng cái tấm như kiểu nó coro xi măng nhưng mà nó ép rất là nó nhẹ, nó ép rất là tốt nhẹ. Và dạng như kiểu nó cái không phải không sắt, còn mình gắn tường gắn vào đấy, nhưng mà đảm bảo gió máy cứ khoảng ít. Mùng 1 tháng 4 khoảng đấy, không em 4 năm gì đấy, em định em chưa fix tuần, nhưng mà là nhằm vào cuối tuần này, là như mấy? Có em rơi vào thứ bảy rồi. Em chỉ làm đi ngày đấy thôi, kêu anh đi làm. Vision là cũng là tự phát tụi em làm tự phát đấy.
chế độ nó quay một điện thoại cơ mà. Rồi. Thế xong rồi ông cho là có cho cái máy quay đây. À. Ông về ông thấy thì ông cho cái máy quay. Có sinh viên nên làm nhiều tiền đâu. Bọn nó nha, nó còn bọn nó còn nhịn, có đứa nó nhịn ăn cả sáng để lấy cái tiền đấy để nó nhiều lúc phải ghi hình để thuê một cái quán cà phê đấy, ngồi ghi hình ấy. À. Nó có tiền đâu. Nó phải nhịn ăn quà. Lệ đấy. Lệ hôm đêm 30 Tết thì có Minh Trương cùng em. Thế hai anh em ngồi nói chuyện nhau đấy mới biết chứ. Lệ nó đang đi nó còn bị hỏng xe đạp cơ mà. Khổ thế. Đưa gì ăn được xe đạp rồi. Ờ. Có bảo con ăn. Thì mình xem tao định lấy cái xe kia cho nó khô xe đạp à? Mượn ông mèo đen, ông mèo đen đòi rồi. Cũng là cũng nhiệt tình đúng không? Là nhiệt tình, nó bé đến rất nhiệt tình. Hôm Tết thì nó gói bánh chưng cả thâu đêm với em. Em dậy nó gói bánh chưng. Còn Bình thì vẫn là sinh viên hay là thế nào? Ai ạ? À? Vẫn đang đi học ạ? À? Cái gì? Bình thế là Hiệp ạ? Hiệp à, Hiệp vẫn đang đi học. Trường này ở bên Mỹ. À, các bạn. Trường này bên Mỹ cùng bác Phương Hùng ấy. À, không biết. Nhưng mà bây giờ là bác về đây. Bác về đây cũng lâu rồi. Giờ là vẽ rồi cũng làm video mà theo cái mạng đời sống ở Việt Nam. Không những đã nhiều rồi. Chính trị cảm giác. Ông con thấy cái vấn đề nó bất bình quá. À, một con lên tiếng. Vào cái trang anh thì anh hay quay những cái có tiền là có tiền nó trời. Anh Trường là chưa có quả clip vào làm ấy nhở, hôm nọ anh em rủ anh bận làm cái chương trình khu gia cư ấy lên chưa đấy, em bảo là đi cùng Vân một lần đấy, anh bảo đi một lần đấy. Tết vừa rồi em làm cái này. Đêm mà đêm thì 9 giờ đến 2 giờ sáng. Ở 2 giờ sáng mới cần phòng sống. Mà có thường xuyên không hay là thế nào nhỉ? Bọn em đợt đấy làm buổi Tết thôi, còn có à. Em có cơ bộ gọi là ấm ấy thì nó gần như thường xuyên. Ấm tuần là nào cũng làm. Ấm là thế nào? Cơ bộ tên là ấm. Ấm à, à rồi. Tức là hơi ấm ấy hả? Ừ, à. Hơi ấm đấy. Thường xuyên là mỗi tuần. Mỗi tuần, tuần nào cũng làm. Hay đấy. Ừ. Bữa nào anh đi à, một đi theo anh đêm à? Sự đi. Thì bắt đầu từ 10 giờ rưỡi đêm. Rồi. Vào sáng, vào 2-3 giờ sáng. Có cái thằng mà gọi là thằng Tuệ Khang. Nếu đợt này đi học sơ thì bác gặp nó. Thằng đấy nó cũng ngày xưa nó cũng gọi là phóng viên, là phóng viên trong ngành nó. Cứ có bao tiền nó đi làm, nó làm ở cắt xê, tức là nó mua cơm, mua kiếp nó làm 7 năm rồi. Những cái người vô cơ gia cư ở Hà Nội này là biết đến nói chuyện nó như là bố con với ở nhà nhau. Nên là quen từng tính cách từng người. Cũng là nhiều năm rồi đấy. Nhiều năm. Có nghĩa là hôm nó đi với em nó giới thiệu. Nó có một ông đứng kia, ông bảo là một mình anh ra đâu đi cùng em thôi. Nhưng mà là riêng này người lạ vào ông nhận quà. Cô gia cư ấy. À, cũng nhiều người. Tức là họ tối họ đó, nằm ở dưới những cái chân cầu này kia đúng không? Vâng, người ta nằm ở đấy. Ôi giời ơi, có nằm ở có 1.5 m. Sợ. Khó lắm. Có bao ngủ trên xe luôn. Rác dùng một thứ nó tẩy cắt hết cái xe rồi ngủ xe. Mình vẽ này đẹp, đẹp dài quá này chết rồi. Mình chia sẻ những cái này với mọi người. Tập tính
khó tính, thứ hai là nhiều khi là mình vẽ cũng không không được, cũng đạt trạng với mình vẽ cả lúc nào cũng muốn đạt rồi nhiều người cái mặt họ cũng nói chung là cũng khó rồi vậy tức là nó cũng không có nét nào nó cũng đều nó không có cái gì là nổi nổi trội cả đấy kiểu thế. Hoặc là cái khóc góc độ anh có cái bắt được ở cái miệng dễ giống cũng cái mắt của em nó cũng nó hơi xui xui nhưng mà nó lại to nó dài à, ví dụ thế. À, thật ra là ký họa thì nó cũng chỉ là chừng mực nào đó rồi, ở đây tất cả đây chính nó giống cả để chụp ảnh xong đúng rồi nên là bắt nhanh ai quen mình nhìn cái nét là à cái nét này nhìn cái thoáng là những nhân vật mà những nhân vật mà gọi là thường xuyên nhìn như Bác Hồ, Lenin hay là Putin hay là Obama thì là nó từ nhiều thì nó dễ người ta nhận diện hơn. Ủa anh Trường về đây có độc giả tặng cái đạp nhỉ, cái liêm nhỉ? Đấy. Bác sĩ Tuấn. Đây là được cái tấm lòng độc giả quý quá. Nãy giờ anh phải vẽ kiểu ký họa này này. Anh hay kiểu vui mà, hài hước. Hôm nào lại vẽ. Nhưng mà vẽ đi đi phượt với lại đi từ thiện. Cưới PCX đến phượt. Bác vẽ cho em một cái như này nhưng mà định chung thành một bức tranh tổng hợp với em. Rồi đó. Là làm mọi nhiều việc đúng không? Ờ, đấy tóm lại là một cái nét gì đó tổng đi hợp. Đi xe phải có logo câu lạc bộ PCX nhưng mà lại đi làm từ thiện. Đấy, đó, kiểu thế. Còn đá bóng còn nhiều thứ lắm, ví dụ đá bóng một bức tranh như thế này, bác cứ rảnh rảnh, hôm nào đi cùng nào vẽ vẽ cho vui. Đúng rồi, ta mang theo đồ vẽ nữa. Anh đã được đi anh Thác Bà chưa? Thác Bà mới đi vừa rồi. Đấy là Thác Bà đúng rồi, đúng rồi anh bảo Thác Bà. Vâng. Cảnh Thác Bà mà đi vào bản đúng không? Vâng, đi vào bản. Đúng cảnh Thác Bà, thì anh còn comment đấy xong mà, xong về sau là bảo là. Anh ấy bảo là Lào đấy, em bảo thì sao không, nó lại bảo không, Lào là chuyến trước nha. Anh ạ. Lào là cái chuyến một dài đoàn hàng quà. Còn nhà, đâu cái gần đây này, cái nhà đi nhà sàn ấy, đấy là của Yên Bình, Thác Bà đấy. Nhưng mà Thác Bà thì trước đấy là đi một tour vòng theo hồ, nhưng mà chưa đưa clip lên, rồi đi thủy điện, nhưng mà chưa đưa. Còn đâu sau đấy là bọn em đi vào bản. Vào bản đúng không? Cái cảnh em vào bản là đúng cái bản anh vào. Vâng. Ông trưởng bản ông ăn cơm không? Một đồ đại cơm đúng không? Nấu cơm ăn tại bản không? Hôm đấy là đi ăn đám cưới, hôm đấy là đi dự đám cưới, một cái đám cưới của người Giao. Mới đưa lên rồi đấy, mới đưa lên, đám cưới người Giao đấy. Em bảo tại quái giống cái cảnh ở Thác Bà thế, thì em đi Thác Bà rồi. Thì đợt này em lại đi tiếp này, em dẫn một đoàn nó đi, tối qua em đi. Thác Bà, hồ Thác Bà xong rồi trong Thác Bà luôn, thác đẹp lắm nha. Cái thác đấy thì lại đi, phải đi ô tô vào. Đúng không? Hôm nay anh đi ta đi ấy, đi ô tô à? Đi ô tô không phải đi thuyền vào đúng không? Không, lên trên hồ thì đương nhiên là phải đi thuyền rồi, nhưng mà lúc đầu qua là không, ý em là vào thủy điện ấy thì anh đi vào cái gì? Đi ô tô. Đi ô tô vào thủy điện thăm đúng không? Đúng, xong rồi đầu tư đúng. Từ cái hồ đấy anh có ra vào mà thăm thác không? Có thác đẹp đó. Thác là nó có cái đập gì đập đây, đi xong rồi đi trên hồ đấy. Rồi đi ra ngoài thấy cái làng chài người ta câu có vào đình chùa đâu, có một cái chùa đấy, cái đình chùa không vào. Không đấy, không mà em không vào. Cái bên nó có cái đền nhỉ. Có đền nó có động thủy tiên nhưng mà em không vào. Động thủy tiên đấy. Vâng, mà em không vào. Hôm đấy thời gian ngắn quá. Đi 2 ngày. Không, em chỉ đi có một buổi sáng là đi đến chiều thôi, nhưng mà đến chiều bọn em về quay trở lại thành phố về nhà em, xong bọn em lấy xe máy và em mới đi vào bản. À, đi xe máy đi vào. Vâng. Quái rồi, cái cảnh thế anh bảo nó là Lê Quý Thích. Quý Thích Lê cũng được. Quý Thích Lê hả? Em tên là Lê Quý Thích đấy nhưng mà Quý Thích Lê vâng nha. Quý Thích Lê đi cho nó. Quý Thích Lê. Vâng. Quý Thích Lê. Thích Thích không giấu. Quý là gì dài? Ý
đi dài. Cái tên này quá quen thuộc với mọi người nên là mà để mình thích là biết hơn. Đó, ông này là tên là Quỷ Thích Lễ. Quỷ Thích Lễ. Chụp cái này đi con, chụp đứng các cảnh máy kia bằng. Thằng này phải bé tí, bé tụi bé. Đây, chân dung của Quỷ Thích Lễ. Quỷ Thích Lễ.